mỗi kho 3 mình đầu tư là 300, 5 nhân 3 là 1.500, không, sức chứa 1.500. Như vậy thì năm cái nít này, năm cái kho 3 này nó sẽ giảm tải cho cái kho 3 chính của mình là tới 1.500, có nghĩa là cái kho 3 mình sẽ chống được 1.500 đó. Cái này đây. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Hay Đê Game HD. Mình là Son, rất vui được gặp lại tất cả các bạn. Son cũng xin kính chúc cho tất cả các bạn có thật là nhiều sức khỏe. Và bây giờ các bạn sẽ cùng Son đi vào trải nghiệm game Hay Đê nha các bạn. Rồi, thì hôm nay trong clip này Son sẽ được chuyên sâu về cái vấn đề cái kho 3 nha các bạn. Hôm nay thì mình chuyên sâu về vấn đề kho 3. Thì trong clip này Son sẽ đưa ra những cái giải pháp để giúp cho các bạn không còn phải bị lúc nào cũng full kho 3 nha các bạn. Thì những các bạn level thấp á, level nhỏ thì cái kho nó cũng nhỏ, nó đi theo là level. Thì cái level nhỏ và thì cái kho của bạn chắc chắn là nó cũng sẽ nhỏ. Thì lúc nào các bạn cũng phải chịu tình trạng là lúc nào có cái kho mình nó cũng phải nằm trong tình trạng báo động đỏ là nó full hết các bạn, mà mình không làm gì được hết. Chẳng hạn như mình thu hoạch trứng hay gì đi. Chẳng hạn mình thu hoạch có vài trứng thôi thì nó lại đầy kho. Nó đầy kho thì mình không biết làm gì, lúc đó mình phải xả bớt những cái đồ trong kho này ra. Thì trong khi đó thì cái nào mình cũng cần hết, mình không biết xả cái nào, mình không biết bán cái nào hết, tại vì cái nào cũng quan trọng với mình đó, đúng không các bạn? Thì các bạn chắc chắn, những bạn level nhỏ thì cái tình trạng mà full kho lúc nào cũng xảy ra hàng ngày và liên tục. Và cái điều chơi Hay Đê của các bạn là lúc nào mình cũng muốn lên kho thật nhanh để thoát khỏi cái tình trạng full kho. Nhưng mà cái lúc bạn lên xong ha, bạn gom xong, bạn vừa lên bạn rất là vui ha, bạn lên kho xong bạn rất là vui đó, thì cái kho bạn sẽ trống. Nhưng mà nó chỉ trống trong một khoảng thời gian là một tuần, hai tuần đầu thôi, hai tuần mà khi mình lên kho thôi. Và cái tuần thứ ba, tuần thứ tư thì tiếp tục cái kho mình lại đầy đó. Thì cái dòng đời bạn chơi Hay Đê nó như vậy các bạn, có nghĩa là lúc mình mới úp được cái kho mình rất là vui, thì cái kho của mình vừa úp xong các bạn cảm thấy nó nhẹ, rất là nhẹ nhõm, và cảm thấy nó chống được 4-500 luôn, có thể 3-400-500 luôn đó. Mình cảm thấy rất là nhẹ nhõm cái kho, là lúc đó mình cảm thấy hào hứng để chơi Hay Đê, đúng không các bạn? Tại vì cái kho mình giờ muốn làm gì làm, muốn mua cái gì mua, mà muốn làm gì làm, nó không có tình trạng báo full kho. Đó, nó không có tình trạng báo full kho. Như vậy mình chơi dễ dàng. Nhưng mà lại 3-4 tuần sau, một tháng sau tiếp tục cái tình trạng full kho đó ha. Thì cái tình trạng full kho Son đã nó đi lại các bạn rất là nhiều, là do mình lúc mình mới nâng xong á thì nó hết, đúng không? Nó hết những cái vật phẩm nâng cấp của ba này xong thì nó hết, thì đương nhiên cái kho của mình nó sẽ nhẹ lại. Nó nhẹ lại, nó không còn nữa các bạn thấy không? Xong mới nâng thì nó không còn nữa. Nó rồi đến khi một tuần, một tháng sau cái này nó lại đầy lên. Mọi thứ nó, ví dụ một tuần sau bạn kiếm mọi thứ được 60 đúng không? 60 là 100 là 200 đi. Nó cái kho mình lại tiếp tục lại đầy lên. Đó, và mình lại tiếp tục lại bị tình trạng báo động đỏ là kho tiếp tục lại đầy. Đó, cái dòng đời nó cứ như vậy các bạn. Cứ mình nâng kho lên vài bữa, vài tháng, một tháng sau thì cái kho mình lại đầy. Đầy là mình gây mình ức chế khó chịu nhiều cái, nhiều thứ. Nhiều khi mình đi lên đi báo, mình đi shopping, mình gặp 20-30 cái đinh hộp ốc béo, mình bấm vô mình mua thì nó lại báo là full kho. Nó chạy về xả ra 30 cái thứ mà mình không muốn xả luôn, tại vì mình bánh đó mình rất là tiếc, rất là hiếm đó, mình cũng cố gắng mình xả, mình bán xong 30 mình quay trở lại người ta mua mất đó. Cái tình trạng đó gặp rất là nhiều ha. Rồi thì bây giờ Son sẽ đưa ra cho các bạn những cái giải pháp để các bạn khắc phục được cái tình trạng đó nha. Cái giải pháp thứ nhất á thì các bạn có hai cái kho, silo và kho 3 ha, silo và kho 3, thì bạn hãy ưu tiên bạn chỉ nâng cấp một kho thôi đó. Ưu tiên nâng cấp một kho thôi. Nếu bạn nào mà trồng lúa và trồng bắp thường xuyên á thì các bạn nên ưu tiên nâng kho silo trước ha. Ưu tiên nâng kho silo trước, tại vì mình hay trồng lúa, trồng bắp để mình kiếm tiền, kiếm nâng cấp mở rộng, thì mình sẽ ưu tiên mình mở rộng hàng kho silo trước để cho nó có cái sức chứa cao ha, sức chứa cao để mình
cào lúa cào bắp nó không có bị ứ, không có bị ế hàng, mình trữ rất là nhiều ha. Rồi rồi những cái bạn nào mà cần nâng silo nâng ba không có trồng trọt nhiều thì bạn ưu tiên nâng ba đó, thì bạn sẽ lấy ha, bạn ưu tiên nâng kho nào thì bạn sẽ lấy những cái vật phẩm kho bên kia bạn đi đổi với cái kho này. Ví dụ bạn cần nâng kho ba thì bạn sẽ lấy vật phẩm của kho silo ha, vật phẩm của kho silo đổi qua bên kho ba đó. Như vậy á, bạn sẽ tiết kiệm được cái không gian của cái kho là sẽ được, cũng như là những cái vật phẩm của hàng silo là không còn nữa ha, không còn nữa, thì bạn sẽ tiết kiệm được ba hàng này nè, tiết kiệm được ba hàng này. Có nghĩa như, chẳng hạn như bạn có mỗi hàng 50 là 150 đi, bạn đổi qua hết ba thì bạn sẽ tiết kiệm được cái kho ba của bạn là 150 đó, bạn sẽ tiết kiệm cái khoảng trống được nằm 150 nữa ha. Đó rồi thì mở đất nữa nè các bạn, thì cái mở đất thì nhu cầu ai cũng có luôn, nhu cầu ai cũng muốn mở hết, thì xong chỉ phiên bạn lấy đổi, một là đổi mở đất đất với kho ba, hoặc là silo đổi với kho ba đó, bạn hãy ưu tiên đổi tập trung về một cái đầu thôi, một cái mối thôi để mình nâng cấp cho nó nhanh ha. Rồi cái bây giờ Son sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cái cách này rất là đặc biệt cái cách này rất là đặc biệt và là một cái giải pháp tốt nhất và tối ưu nhất để mình có thật là nhiều cái kho, để cho mình có cái sức chứa thật là nhiều đó. Thì có nghĩa là bạn sẽ đầu tư những cái kho ba bên những cái nít phụ, nó đầu tư những cái phụ lên cái kho ba bên cái những cái nít phụ để cho nó có sức chứa rất là nhiều, để nó hỗ trợ cái nít chính nó chứa những cái nguyên liệu phụ gia sản xuất food ha. Chẳng hạn nó cũng có thể chứa cưa rìu, bơm mìn đó, hoặc là nó chứa nâng cấp mở rộng luôn cho mình. Thì bạn sẽ đầu tư, bạn chỉ cần bỏ thời gian ra một ít thôi, tại vì cái kho nhỏ bên level nhỏ thì nó sẽ cần những cái nâng cấp mở rộng rất là ít, cho nên bạn đầu tư cho nó ha, nó cần ít nhưng mà mỗi lần mình nâng cho nó lên á thì nó sẽ được 25 cái chỗ trống đó. Như vậy ví dụ bạn có 5 cái nít nhỏ thì 5 × 25 nếu bạn ha, 5 × 25 thì bạn ra được 100 bao nhiêu rồi đó, rất là nhiều ha. Đó rồi bây giờ Son sẽ đi nâng và thị phạm cho các bạn xem để các bạn biết cái cách mà mình làm như thế nào ha. Rồi bây giờ Son sẽ qua cái nít nhỏ, rồi bây giờ Son sẽ qua cái nít nhỏ level 48 ha, level 48 đây. Thì bây giờ nè các bạn, đây là những cái nít nhỏ của mình, và mình nhiệm vụ của nó là cũng hỗ trợ sản xuất food cho nít chính ha. Rồi nhiệm vụ thứ hai cũng là cái kho chứa, nó cũng là một cái kho chứa cho cái nít chính luôn đó ha các bạn, nó cũng là một cái nít chính. Ủa nó là cũng một là cái nít để chứa những cái food, những cái vật phẩm nâng cấp mở rộng cho cái nít chính của mình đó. Bây giờ mình sẽ đầu tư mình nâng lên, và cái kho này Son sẽ nâng nó lên là 400 nha các bạn, từ 375 Son sẽ nâng lên là 400 đó ha. Ok đó, các bạn thấy Son nâng lên cái nó, cái kho nó lớn hơn xíu ha. Rồi thì bây giờ nâng lên một bậc nữa là 425, thì bây giờ Son sẽ đầu tư, Son sẽ nâng mỗi cái nít phụ lên là cái kho lên khoảng tầm 500 là đẹp các bạn. Những cái nít phụ Son sẽ cho nó lên tầm 500 đó, cho nó lên 500 là đẹp. Hiện tại bây giờ nó được 4 cái nít phụ 48 này, nó sẽ được 400 rồi, nó còn 4 lần nâng nữa thì nó sẽ được 500 ha. Các bạn thấy cái sức chứa mà 400 như vậy là chứa rất là nhiều food cho nít chính rồi ha. Đó, chứa cực kỳ là nhiều cho nít chính rồi. Đó ha. Rồi. Một cái kho làm sao mà bằng 5 cái kho chứa đúng không các bạn? Một cái kho của mình sao bằng 5 cái kho chứa đúng không? Tại vì bên những cái nít chính của mình sẽ chứa những cái bánh để mình cần chạy xe. Còn cái nít phụ mình sẽ chứa những cái phụ liệu nè, đó, những cái phụ liệu đó ha. Những cái phụ liệu nâng cấp mở rộng bơm mìn đó. Đó, các bạn thấy không? Mình chứa những cái đó thì cái kho chính của mình rất là nhẹ, nó không có bị quá tải đó ha. Các bạn đã hình dung được cái ý tưởng của Son chưa? Đó. Rồi, tiếp tục các bạn. Bây giờ Son sẽ qua nít 37. Đây. Rồi, thì các bạn hãy đầu tư cho mình khoảng 4 nít nhỏ đi ha. 4 nít nhỏ thì bạn chịu khó, tại vì những cái nít nhỏ của mình á, nó cần những cái nâng cấp mở rộng này rất là ít nè. Đó, các bạn thấy rất ít không? Nó nâng dễ hơn cái nít chính của mình, thì mình hãy ưu tiên cho nó, mình đầu tư cho nó đi.
đó, đầu tư cho nó, rồi mình sẽ lấy nó mình làm cái kho chứa cho cái nick chính của mình đó. Năng lượng tên rồi thì bây giờ Son sẽ đã nâng lên được là 350 rồi các bạn. Nó nâng lên móc nữa là 375 ha. Đó, một cái kho. Đó, thấy không? Các bạn thấy không? Những cái kho như thế này á, nó trước nè. Cưa nè, cọc nè. Đó, nâng cấp nè ha. Bơm mìn đồ nè, cá nè, siro nè. Đó, các bạn thấy không? Nó chứa những toàn là những cái mà lặt vặt để cho cái nick chính của mình được giảm tải ha. Nó cái nick chính của mình chắc chắn là được giảm tải lại rồi. Nó bớt cái áp lực lại cho cái nick chính. Đó, các bạn thấy cái cách này rất là hữu hiệu đúng không? Rất là hữu hiệu nha. Ví dụ bạn có 5 nick thì bạn sẽ quăng bớt những cái, chẳng hạn như bạn đừng có quăng những cái mà giới hạn nha, những cái nào giới hạn mình cũng quăng. Bạn quăng những cái food đâu nè, food mà nguyên liệu phụ liệu đó, rồi những cưa rìu ha, cho nó chứa cưa rìu, bơm mìn nổ đó các bạn ha. Đó, mấy cái đó là nó sẽ giảm tải cho cái nick chính của mình. Khi nào nick chính cần thì bạn lấy bằng treo cho nick chính thôi ha. Lấy bằng treo cho nick chính rồi nick chính qua nó lấy về rồi nó cưa thôi. Nó không cần phải chứa, lúc nào cũng phải chứa, cái gì nó phải chứa vô đó. Như vậy á thì cái nick chính của mình á nó chứa tạp nham quá, cho nên lúc nào cái kho của bạn cũng trong cái báo động đỏ hết các bạn. Đó, rồi để xem cái nick này 37 đúng không, tiếp tục qua cái nick level 32. Rồi đây là cái nick 32 của Son, và Son tiếp tục Son nâng lên để làm cái nick là cái kho cho cái nick chính luôn các bạn. Đây bây giờ Son 325, Son nâng lên là 350 nha các bạn. Son nâng lên là 350 xem. Đó, ha. Đó các bạn thấy không, Son chứa nè, cái này là cái bánh bắp này nè, bánh ngô này cũng là một cái phụ liệu để sản xuất ra một cái bánh khác ha. Đây cưa rìu đó, nâng cấp mở rộng bơm mìn đó, các bạn thấy không, là để giảm tải cho cái kho ba của nick chính của mình đó. Chứ các bạn nhớ nha, các bạn chuyển qua như cưa rìu bơm mìn nè, đó cưa rìu bơm mìn phụ liệu gọi là ba cái máy này đó bạn nè, ba cái máy chế biến sữa nè, lò bánh mì nè, rồi máy ép mía nè, đó ba cái máy đó, rồi cái máy làm sợi bông nè, đó ha, rồi mấy cái thổi nè, đó cá đâu nè các bạn, đó là cái những cái phụ liệu bạn sẽ chứa những cái đó ha, bạn chứa những cái này, đó cái nick của mình khi nào thiếu mình qua đây mình quăng qua cho nó thôi, nó không cần phải chứa ha, nó không cần phải chứa những cái này. Các bạn thấy không, những cái này bây giờ mình quăng hết qua nick chính, một cái nick chính của mình chắc chắn nó không có sức chứa nổi, một mình nó thôi là nó chứa đã không nổi rồi, bây giờ còn rất là nhiều văng về nó, chắc chắn là phải trái kho theo báo động đỏ cho các bạn ha. Rồi đây là mình đã mua về đó. Rồi tiếp tục mình còn một cái nick 30 nữa các bạn, mình còn một cái nick 30 nữa đó. Các bạn thấy không, các bạn nhớ đó, các bạn nhớ chơi ha, chơi khoảng 4 đến 5 nick nhỏ thôi, và mình đầu tư cho cái kho của nó, đầu tư cho cái kho này nè, nó cao cao xíu, thấy không các bạn, thấy không, khi mà nó thấp á nó cần rất là ít các bạn, thấy không, nó cần rất ít, 9/9 nè, 9/9 là 250 ha, 9/9 bạn có một cái kho mà nick nhỏ chừng 300 thôi, không mà bạn có 5 cái kho vậy thôi là nhiêu, 300 3 nhân 5 là có 1500 cái kho ô trống rồi đúng không đó. Bạn thấy 1500 ô trống thì bạn chứa là cái kho binh của bạn á, nó sẽ chống được 1500 đúng không các bạn ha, nó sẽ chống được 1500 thành đó. Rồi thì bây giờ á Son nâng một phát nữa nó sẽ lên 300, có nghĩa là bạn sẽ mất cái móc 300 là bạn chỉ mất có 10 thôi, mỗi thứ 10 thôi các bạn. Đó, nếu bạn không có điều kiện bạn nâng mỗi kho lên 300 thôi cũng được các bạn. Bạn có 5 kho thì bạn sẽ có một sức chứa là 1500 đúng không các bạn. Đó, Son tính sơ thôi, còn Son định nâng cái móc lên là mỗi kho là 500 các bạn, thì năm là 5 kho là có 2500 sức chứa các bạn, thấy không, 5 kho là cái kho mình có được 2500 sức chứa đó, rất là nhiều ha, có 2500 sức chứa lận, thì bạn chứa 2500 đó bạn sẽ chứa biết bao nhiêu là cái phụ liệu để giúp cho cái kho chính của bạn đúng không, nó giảm tải cho cái kho của bạn tới 2500 đó. Các bạn thấy, các bạn hình dung cái lợi ích của việc
nâng những cái kho của nick nhỏ chưa? Ha, rất là lợi ích đúng không các bạn? Có nghĩa là mình có 5 cái kho, mình có 5 cái kho, mình đầu tư mỗi kho là mỗi kho 3 mình đầu tư là 300. 5 nhân 3 là 1.500. Ha, sức chứa 1.500. Như vậy thì năm cái nick này, 5 cái kho 3 này nó sẽ giảm tải cho cái kho 3 chính của mình là tới 1.500. Có nghĩa là cái kho 3 mình sẽ chống được 1.500. Đó, bạn thấy một cái bạn thấy bạn đầu tư nhỏ thôi nhưng mà bạn thấy cái lợi ích lớn đúng không? Cực kỳ là lớn đó. Thì hôm nay Sơn chia sẻ cái giải pháp mà để giải phóng cái kho 3 của nick chính của bạn. Như vậy á, thì các bạn thấy, nếu thấy clip này có hữu ích đến tất cả các bạn thì các bạn hãy cho Sơn một like và để lại một comment ở bên dưới, xem như là tương tác với Sơn để giúp cho clip Sơn nó có tương tác đến các bạn, thì nó sẽ được đề xuất đến nhiều người hơn, như vậy giúp kênh Sơn nó phát triển hơn. Thì làm như thế á, thì Sơn sẽ có rất là nhiều động lực để sản xuất ra nhiều clip hay và có ý nghĩa phục vụ đến tất cả các bạn ha. Rồi, các bạn nào chưa đăng ký kênh nhớ nhấn đăng ký kênh luôn các bạn, và nhấn chuông luôn. Quy nhấn hai cái đó hoàn toàn miễn phí, nhưng nó có một cái tác dụng rất là to lớn đến với tất cả các bạn ha. Biết các bạn biết tại sao? Tại vì khi đăng ký kênh của Son thì các bạn nhấn chuông, người Son đăng clip lên thì nó sẽ thông báo đến các bạn. Các bạn vào xem thì các bạn sẽ cập nhật các thông tin 2D hàng ngày nha, nè biết các mẹo cho game 2D nè ha. Đó, cũng như là xem để giải trí và xả chết sau những ngày học tập và làm việc mệt mỏi của mình. Đó, rất là lợi ích, rất là có ích. Rồi, ok, Son cũng xin tạm dừng clip ở đây và hẹn gặp lại các bạn ở trong clip sau nha.